Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ ba tuần hai phục sinh. Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: "Thật, tôi bảo thật cho ông biết, ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy." Nicodemo hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết, điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng, nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Mô-xê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời." Sứ điệp: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa từ trời xuống để mặc khải những sự trên trời cho ta. Người còn chịu treo trên thánh giá để ta được sống đời đời. Ta hãy khiêm tốn, tin vào Chúa Giêsu để sống cuộc đời mới. Tự vấn: 1. Là người Kitô hữu, tôi cần phải sống triệt để ơn gọi của mình là từ bỏ tội lỗi, sống thánh thiện và hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Tôi đang sống cho Chúa hay tôi đang chạy theo những cám dỗ của thế gian? 2. Chính Chúa Giêsu đã phải đau khổ và chịu chết trên thánh giá vì yêu thương tôi. Tôi có biết dùng tình yêu để thánh hóa những đau khổ của mình và của tha nhân không? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì nhờ bí tích rửa tội, Chúa đã cho con được sống lại với Chúa. Chúa đã đưa con vào thế giới mới. Chúa đã nâng con lên cuộc sống trên cao, cuộc sống của Chúa. Không phải ai cũng thấy được cuộc sống trên cao, không phải ai cũng tin được những chuyện trên trời. Con thường chỉ tin những chuyện dưới đất và ham thích cuộc sống trần gian. Những chuyện dưới đất thì dễ hiểu hơn, dễ thấy hơn. Cuộc sống trần gian dù có lắm khổ đau, nhưng đối với con vẫn lôi cuốn hơn, hấp dẫn hơn. Dù là những người trí thức và đạo đức như ông Nicodemo cũng chẳng thể hiểu hết những điều dưới đất, và càng không thể hiểu được những chuyện trên trời. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết khiêm tốn và mở lòng mình ra để đón nhận những sự trên trời. Xin cho con được hết lòng tín nhiệm vào Chúa. Càng tự phụ mình trí thức và đạo đức, con lại càng khó đón nhận Chúa. Xin cho con được sinh lại bởi Chúa Thánh Thần, cho con mãi mãi là một trẻ thơ để dễ vào nước Chúa hơn. Con khao khát xin Chúa cho con được mỗi ngày mỗi hiểu biết Chúa hơn, yêu mến những sự trên trời nhiều hơn. Con không thể sao lãng bổn phận dưới đất, nhưng nhờ hiểu biết và yêu mến những sự trên trời, con sẽ hiểu những sự dưới đất đúng đắn hơn và chu toàn bổn phận dưới đất tốt đẹp hơn. Xin Chúa dẫn con đến với Chúa. Amen.